Hello, chào mừng các cậu đang quay trở lại với Way to Weird Cartoon. Trong video tóm tắt Ben 10 Omniverse, chúng ta đã cùng với anh chàng Ben Tennyson trong nhiệm vụ chống lại âm mưu đồ hộ các hành tinh của bè lũ Incursion mà kẻ đứng đầu là Hoàng đế Milius. Trong video tóm tắt Ben 10 Omniverse ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục mùa thứ tư với chủ đề Deal of Duplicates. Không để các cậu phải chờ lâu, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào. Let's go! Một thời gian ngắn sau sự kiện Incursion tấn công trái đất, các Helix đã đổ bộ lên một hành tinh không tên và hóa ra đó lại là cơ thể của Gravitech, một alien của Ben. Lúc này, Blue Kick và Driba đã cài đặt chế độ khóa hình dạng lên Omnitrix để cố định Ben là Gravitech và làm trung gian cho cuộc đàm phán giữa Aploplexian và Lil Warden. Khi đại diện của hai bên tới, bầu không khí đã ngay lập tức trở nên căng thẳng sau khi Vex và Malice, đại diện của Aploplexian, tự giới thiệu. Cuộc đàm phán chính thức bắt đầu khi hai phía đều yêu cầu có được sự xin lỗi của đối phương, nguyên nhân là từ một tranh chấp liên quan tới vấn đề vệ sinh. Malice, một đại diện của bên Apoplexian, và Kytiv, đại diện của bên Lil Warden, đều không chịu nhún nhường trước đối phương, buộc Ben phải dùng sức mạnh của Gra Attack để tách cả hai ra và ổn định lại bầu không khí cuộc họp. Cùng lúc này, các Helix đang thực hiện một cuộc khai thác trên cơ thể của Gra Attack. Điều đó đã khiến Ben bị ngứa và vô tình gây ảnh hưởng tới cuộc đàm phán này. Từ phòng giám sát, ông Max đã nhận ra điều bất thường. Blue Kick và Driba đã thu nhỏ Rook để anh đi đàm phán với các Helix. Từ đường ống thông gió, Rook nhảy xuống cơ thể của Gra Attack và bắt đầu hành động. Các Helix lúc này đã chuyển hướng đến lõi năng lượng nằm ở phần bụng của Gra Attack để khai thác. Khi Rook tới nơi và yêu cầu họ dừng việc khai thác lại, thì phía Helix đã từ chối và bao vây tấn công anh chàng. Chỉ huy của Helix lúc này mới tiết lộ chúng muốn phá hoại cuộc đàm phán hòa bình giữa Apoplexian và Lil Warden. Rook phản kháng và định gọi hỗ trợ, nhưng thiết bị liên lạc lại bị hỏng khiến anh buộc phải rút lui. Còn tại phòng họp, tình hình cơn ngứa của Ben và cuộc đàm phán đều đang trở nên nghiêm trọng hơn khi cả hai bên đều không chịu chùn bước với đối phương và những quả bom được đặt xung quanh lõi năng lượng của Gra Attack cũng được kích nổ khiến Ben mất bình tĩnh và làm loạn phòng đàm phán. Việc này đã vô tình khiến cho cả hai bên đưa ra quyết định chiến tranh. Khi Ben cố gắng trấn an họ, Rook đã cảnh báo cho cậu về việc lõi năng lượng của Gra Attack có thể sẽ phát nổ và phá hủy mọi thứ xung quanh. Ben định chạy đi để đảm bảo an toàn cho mọi người, nhưng cánh cửa đã bị chặn lại bởi Pontrun, một trong hai người đại diện của Lil Warden. Hắn ta đã lên kế hoạch để vừa có được quyền lực lại vừa tiêu diệt được các Apoplexian mà không bị Ben ngăn chặn. May mắn thay, tình huống bất ngờ đã khiến cho Vix, Malice và Kytiv tìm được tiếng nói chung. Trên cơ thể của Gra Attack, Rook cũng kịp gỡ được chip khóa hình dạng mà Blue Kick và Driba đã cài lên Omnitrix. Ben trở về hình dạng người và biến thành Jury Ring để phá cửa và chặn đường Pontrun đang bỏ trốn. Ben biến thành Rap để chiến đấu với Pontrun và nhờ Rook hỗ trợ, cậu đã đánh bại được hắn. Cuối cùng thì Apoplexian và Lil Warden đã làm lành được với nhau. Và một đêm nọ, Ben và Rook đã cùng nhau đuổi theo một chiếc xe tải đang tự lái. Kỳ lạ thay, Ben chẳng cần biến hình để hành động và có thể thành thạo công nghệ một cách bất ngờ. Vừa điều khiển được chiếc xe thì Inspector 13 và hai tên người máy Tech Shadow đã xuất hiện phía sau Ben. Thế nhưng khi chúng tấn công, Ben lại không hề biến hình để chiến đấu. Và cả sau đó, cách cậu nói chuyện với Rook cũng khác lạ so với mọi khi. Cả hai sau đó đã cùng nhau đi xuống thành phố ngầm để tìm Inspector 13. Giữa đường, Ben đột nhiên chuyển hướng đi mua một thứ gì đó khiến Rook cảm thấy có chút khó hiểu. Tuy nhiên, Rook cũng không quá bận tâm và cả hai lại tiếp tục cuộc điều tra thông qua Ajit. Tại văn phòng của Ajit, Ben lại có hành động khác thường khi không đâu lại muốn ăn khoai tây chiên cay. Và cách cậu phản ứng với món ăn này cũng có phần quá khích. Những hành động kỳ lạ vừa rồi của Ben đã được giải thích bởi ngay lúc này, tại trụ sở Plumber, Albedo đã cố gắng tìm cách thoát ra và cậu ta còn có thể sử dụng Omnitrix của Ben. Có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra khiến Albedo và Ben đổi chỗ cho nhau. Lợi dụng Blue Kick và Driba, Ben thật đã sử dụng Nanomech để trốn khỏi phòng giam. Bị phát hiện, cậu lại tiếp tục biến thành Big Chill để bỏ trốn, nhưng lại gặp rắc rối với hệ thống an ninh của trụ sở Plumber. Cùng lúc đó thì nhờ Ajit, Ben giả cùng Rook đã đột nhập được vào căn cứ của Inspector 13. Nhân lúc Rook và Fistina chiến đấu với các Tech Shadow, Ben giả đã tiết lộ thân phận của mình chính là Albedo và dùng Wi-Fi để trói tất cả lại. Albedo kể lại cách mình đổi vị trí cho Ben và sau đó chiến đấu với Inspector 13 để lấy được Polymorphic Crystal, thứ mà sẽ giúp hắn hoàn thiện chiếc Antimatrix mới. Ngay lúc đó, Ben Real cũng tới nơi và ngăn cản Albedo lấy lại viên đá quý. Tuy nhiên, cậu đã thất bại và Albedo đã đạt được âm mưu của hắn.
với sức mạnh vượt trội của Anti-Matrix, Amedo đã sử dụng các Anti-Mate Alien để chiến đấu với Ben và nhanh chóng áp đảo cậu. May mắn thay, Ajit đã giúp Ben, nhưng Amedo vẫn thành công bỏ trốn. Mấy ngày sau, Ben và Rook đã xuất hiện để ngăn chặn hai anh em Riddle sau khi họ vừa tấn công một viện bảo tàng. Tuy nhiên, cả hai đã để anh em Riddle trốn thoát. Ben và Rook sau đó về nhà để ăn bữa tối do mẹ Ben chuẩn bị. Do không được sự ưu ái của mẹ và Roboy đã nảy ra ý định bắt cóc một trong các em trai của mình vào team tội phạm của họ nhân lúc mà Riddle không để ý. Nhận ra một người con đã mất tích, mà Riddle đã tức giận và tìm đến trụ sở Plumber để làm loạn. Ben và Rook nhanh chóng tới nơi để ngăn bà ta lại, nhưng không thể. Sau khi bình tĩnh hơn thì bà nói rằng lý do thực sự bà tới trụ sở Plumber là yêu cầu họ tìm lại con trai cho mình, nếu không thì bà ta sẽ cho nổ tung mặt trời. Ben và Rook sau đó đã lên đường đi tìm đứa trẻ bị mất tích. Vừa đúng lúc họ bắt gặp Octagon và Romboy vừa cướp ngân hàng. Nhờ đứa em trai mà họ vừa bắt cóc, cả hai đã chạy thoát được khỏi Ben và Rook. Ba anh em Riddle sau đó đã đi xuống thành phố ngầm để chuẩn bị cho âm mưu tiếp theo. Cùng lúc đó, Magister Patelliday cũng đang bám theo Ma Riddle nhờ thiết bị định vị gắn lên trước đó. Ben và Rook buộc phải chuyển hướng đi ngăn cản bà ta. Ben biến thành Ditto và chiến đấu với các Freddy Boys, nhưng sau đó đã bị Ma Riddle cắt đuôi. Nhờ khả năng của Ditto, Ben đã thành công bám theo bà ta để ngăn chặn bà phá hủy mặt trời. May mắn thay, tên lửa của bà ta đã trở thành một quả bom xịt. Và nguyên nhân chẳng do ai khác mà chính là hai đứa con trai bất tài của bà ta. Lúc này, Octagon và Romboy đang nghiên cứu bộ phận của chiếc tên lửa mà họ vừa lấy đi mất. Rook xuất hiện để ngăn cản họ kích hoạt chiếc tên lửa này. Theo sau đó là mẹ của Ben, Ma Riddle và Ben. Khi nghe thấy Ma Riddle định cho nổ bom để tiêu diệt trái đất và con trai mình, mẹ của Ben đã nổi giận và chất vấn bà ta. Vì cũng thấu hiểu tình cảm của một người mẹ dành cho con trai, Ma Riddle quyết định dừng lại. Cuối cùng, hai bà mẹ lại trở về với những đứa con của mình. Mấy ngày sau, Ben và Rook đang cùng ông Max đi chợ thì đột nhiên một con quái vật xuất hiện. Ben biến hình thành Feedback để chiến đấu với con quái vật này. Tuy nhiên, đòn tấn công của Feedback lại không hề hấn gì. May mắn là ông Max đã lái xe tải tới kịp lúc để hỗ trợ. Sau khi Ben rút cạn năng lượng từ nó, con quái vật trở lại thành Phil, một người đồng đội cũ của ông Max. Ông ta sau đó đã kể lại những chuyện xảy ra 5 năm trước khi Malware và Dr. Psychobot đã sử dụng ông ta để thử nghiệm Nematrix, thứ mà sau này đã được Kyber sử dụng lên thú cưng. Đang kể thì Phil đột nhiên trở lại hình dạng quái vật và bỏ trốn mất. Ben, ông Max và Rook cũng nhanh chóng đuổi theo. Cả ba tìm thấy ông ta đang hấp thụ năng lượng điện từ các đường dây điện trong thành phố. Ben định biến thành Feedback để ngăn Phil, nhưng lại biến thành Frankenstein. Sự hung hãn của Phil khiến tất cả gặp khó khăn. Nhưng một cách tình cờ, Ben phát hiện ra các vật liệu xây dựng gần đó và phối hợp với Rook để bẫy Phil lại. Ben, Rook và ông Max sau đó đã đưa Phil về trụ sở Plumber để tìm cách chữa trị cho ông ta. Khác với Rook và ông Max, Ben hoàn toàn không tin tưởng Phil và cho rằng ông ta có mục đích xấu. Trong lúc Blue Kick và Reba đang khám cho Phil, ông ta lại một lần nữa mất kiểm soát. Khi ông Max, Ben và Rook vào trong buồng giam để giữ ông ta lại, thì Phil đã tấn công bọn họ rồi bỏ chạy. Ben biến thành Shock Squad để đuổi theo ông ta, nhưng đã bị Phil tấn công và rút mất năng lượng. Cậu lại tiếp tục biến hình và trở thành Amphibian đuổi theo Phil. Đòn tấn công của Amphibian lần này đã tạm thời ngăn cản được ông ta, nhưng sự mất cảnh giác của cả ông Max và Ben đã bị Phil lợi dụng. Ông ta mang theo Ben tới chỗ lõi năng lượng của trụ sở Plumber và định hấp thụ nó. May mắn là ông Max đã kích hoạt hệ thống bảo vệ để ngăn ông ta lấy được nhiều năng lượng hơn. Phil sau đó đã tấn công Ben và trốn thoát. Ông Max lúc này đã nhận ra Phil vẫn là một kẻ xấu và ông không thể vì tình đồng đội năm xưa mà nương tay với Phil được. Ben, ông Max và Rook sau đó đã tìm tới chỗ của Phil nơi mà ông ta đang hấp thụ năng lượng từ các Noise Dinian. Ben biến thành Megawatt để chiến đấu với Phil và bằng cách thả các Noise Dinian đang bị nhốt để phối hợp cùng, cậu đã dụ được Phil đuổi theo cậu ra ngoài. Ben cùng các Noise Dinian đã hợp lực để khiêu khích Phil. Câu giờ cho ông Max và Rook mang thiết bị mở cổng Nervoid tới. Mặc dù Phil đã rút cạn năng lượng của Nervoid Projector, nhưng Megawatt của Ben đã kích hoạt lại được nó và Phil đã bị đưa trở lại cõi Nervoid. Ở trong buồng giam của mình tại trụ sở Plumber, tiến sĩ Animo đang chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của hắn. Quay trở về 5 năm trước, ba ông cháu nhà Tennyson đang trên đường tới căn cứ Plumber ở núi Rushmore thì bị Dr. Animo và con hươu cao cổ đột biến của hắn tấn công. Ben biến thành Aigai để đánh lạc hướng Animo, cho ông Max có thể lái xe tới gần căn cứ núi Rushmore. Hệ thống an ninh ở đây đã đánh trúng Dr. Animo, nhưng hắn ta đã sử dụng vũ khí bí mật của mình và xâm nhập được vào bên trong căn cứ nhân lúc ba ông cháu nhà Tennyson mất cảnh giác. Khi họ chạy được vào bên trong, thì Animo cùng con bọ máy của hắn đã xâm nhập được vào hệ thống điều khiển của căn cứ.
ba ông cháu nhà Tennyson đã cố gắng vượt qua hệ thống bẫy ngầm dày đặc của căn cứ núi Rushmore để có thể tiếp cận Animal. Sau khi tới chỗ hắn ta, Ben biến thành Diamond Head để chiến đấu với các người máy, còn ông Max và Wen thì đi ngăn Animal và những con bọ máy của hắn. Tuy nhiên, cả hai ông cháu đã không kịp. Dr. Animal đã phá được mã bảo mật của căn cứ Rushmore và những vệ tinh đã sẵn sàng để hắn có thể biến tất cả mọi người trên trái đất thành loài đột biến do hắn kiểm soát. Ben biến thành Upchuck và tấn công Animal, sau đó dừng các vệ tinh lại bằng cách nuốt sạch chiếc điều khiển căn cứ đang bị những con bọ máy kiểm soát. Tiến sĩ Animal sau đó đã bị bắt. Nhưng sai lầm năm đó đã trở thành kinh nghiệm cho hắn để phục thù ở hiện tại. Thế nhưng, chạy trời thì không khỏi nắng. Con bọ máy cải tiến của Animal đã bị Blue Kick thịt mất, khiến cho kế hoạch báo thù của hắn ta bị phá sản một cách chóng vánh. Mấy ngày sau, khi Ben và Rook đánh bại hai tên cướp đã tấn công đoàn người du lịch bên dưới thành phố ngầm, gã Will Herring lại lên bài chỉ trích Ben trên chương trình thời sự của hắn. Khi đang xem bản tin thời sự, cậu nhóc Jimmy Jones đã phát hiện ra hai kẻ bí ẩn xuất hiện trong bức ảnh chụp Ben, mà hai tên đó 99,9% là thành viên của tổ chức Forever Nice. Jimmy sau đó đã tìm đến phòng thay đồ của Will Herring để tra hỏi hắn về hai kẻ đáng ngờ kia, nhưng mà thất bại. Will sau đó đã liên lạc với một người tên Joseph Chadwick để báo cho ông ta về Jimmy. Để tìm hiểu thông tin, Jimmy đã tìm xuống thành phố ngầm để điều tra, nhưng tất cả những người ngoài hành tinh mà cậu hỏi đều sợ hãi và tỏ ra không biết gì khi Jimmy đưa tấm ảnh ra. Xui thay, cậu nhóc đã bị Sir Morton, một Forever Nice, bắt gặp. Hắn ta đuổi theo cậu bé, vô tình chạy ngang qua chỗ Ben và Brooke. Ben đã để ý thấy Jimmy bị tóm và đuổi theo Sir Morton để giải cứu cho cậu. Nhờ đuổi theo bằng chiếc prototype của Rook, Ben đã chặn được đầu hắn ta, nhưng cả hai người họ nhanh chóng bị bao vây bởi các Forever Knights và Forever Ninja. Bằng sức mạnh của Lost Star, Ben đã thành công cứu được Jimmy khỏi tay Sir Morton. Lúc này thì Will Herring đã tìm tới chỗ Joseph Chadwick, kẻ hiện tại đang là Forever King. Will đã hợp tác với tổ chức Forever Nice trong âm mưu biến tất cả những người ngoài hành tinh bên dưới thành phố ngầm thành con người. Tuy nhiên, gã đàn ông kiêu căng đó hoàn toàn không biết rằng mục đích thật sự của Joseph Chadwick là xóa sổ toàn bộ người ngoài hành tinh trên trái đất. Hắn ta đã lên một âm mưu để tận dụng Ben và Omnitrix. Sir Morton sau đó đã tìm xuống thành phố ngầm và gây ra một vụ náo loạn để thu hút Ben. Ben nhanh chóng biến thành Snail và cùng với Rook xử lý những con Beryllian Bovines đang hoảng loạn. Ngay sau khi cả hai xử lý xong xuôi, thì Sir Morton đã tấn công họ. Ben biến hình, nhưng thiết bị của Sir Morton đã biến cậu trở về bình thường. Và vì không thể sử dụng Omnitrix, Ben và Rook đã bị các Forever Knights bắt. Và biết Ben đang gặp nguy hiểm, Jimmy đã lái chiếc prototype đi cứu Ben và tới nơi vừa lúc tên Forever King đi ra ngoài với Will Herring. Sau khi thoát khỏi lồng giam, Ben đã vô tình sử dụng súng của Rook và bắn vào cỗ máy của Joseph Chadwick. Cả ba nhanh chóng bị bao vây, nhưng Ben lại không thể biến hình, nên Rook đã phải một mình chiến đấu. May mắn thay, Rook đã phá hủy được thiết bị của Sir Morton và Ben có thể tự do biến hình. Thế nhưng, họ đã không kịp ngăn cỗ máy của Joseph khởi động. Trong cái rủi có cái may, Ben tuy không biến được thành Grey Matter, nhưng đã biến thành Judy Rick và thay đổi cơ chế của cỗ máy, biến tên Will Herring ngạo mạn trở thành một alien. Một ngày nọ, Ben và Magister Patiludae khi truy đuổi Liam, Tommy Head và Sweet Eel Sparkler Funk đã phát hiện ra vũ khí mà chúng sử dụng là một công nghệ bí mật của Plumber. Cùng lúc đó, Gwen tới trụ sở Plumber và gặp lại cô em họ Lucy, một người mà cô có ấn tượng không tốt cho lắm. Cả hai chị em sau đó tới chỗ ông Max. Lúc này, Ben và Magister Patiludae cũng đang ở đây để nói chuyện về việc công nghệ của Plumber bị lộ do một kẻ phản bội nào đó. Khi Gwen và Ben đang đi riêng với nhau để Gwen có thể tránh mặt Lucy, thì cả hai phát hiện ra một kẻ lạ mặt. Họ nhanh chóng bám theo kẻ bí ẩn kia tới chỗ nguồn năng lượng của trụ sở Plumber. Lọ năng lượng có vẻ đã bị phá hủy, nên Ben và Gwen đã phối hợp với nhau để xử lý rắc rối. Sự cố này đã khiến cho Gwen nghi ngờ của em họ Lucy chính là kẻ phản bội bên trong tổ chức. Ở một nơi khác, Siphon hóa ra chính là kẻ đã đứng sau, cài gián điệp vào bên trong trụ sở Plumber để lấy cắp các công nghệ bí mật. Đứng trước việc có kẻ phản bội, ông Max đã yêu cầu chuyển toàn bộ các công nghệ Plumber khỏi trụ sở, và đầu tiên đó chính là Annihilus, thứ có thể xóa sổ cả vũ trụ. Tuy nhiên, khi phi thuyền vận chuyển vừa khởi hành, nhóm tội phạm do Siphon dẫn đầu đã đuổi theo và tấn công chiếc phi thuyền. Ben biến thành Astrodactyl để cùng mọi người chiến đấu với đám không tặc. Thế nhưng, khi cậu trở lại phi thuyền thì Siphon đã cướp được Annihilus. Và Gwen càng thêm chắc chắn, Lucy chính là kẻ phản bội. Tại căn cứ của Siphon, hắn ta đang vô cùng vui mừng vì chiến thắng của mình và tên Imposter bên trong nội bộ Plumber sau đó cũng lộ diện là Coven. Khi hắn ta đang xích mích với Siphon, Ben, Gwen và các Plumber đã tìm thấy họ. Hóa ra, Lucy đã cải trang thành Liam để báo cho mọi người vị trí của Siphon.
Ben biến thành Grasshopper để chiến đấu với những tên tội phạm và Siphon, kẻ đang điều khiển xe tăng công nghệ. Trong khi Gwen ngăn cản Galvin bỏ trốn cùng Annihilus, khi Siphon đang cố gắng xử lý Ben, thì đột nhiên Vilgax xuất hiện khiến hắn ta sợ mất mật. Thế nhưng hóa ra đó cũng chỉ là do Lucy cải trang thành. Cuối cùng, Lucy và Ben cùng nhau đánh bại Siphon. Tên gián điệp Galvin cùng đám tội phạm do Siphon dẫn đầu sau đó đã bị áp giải về nhà giam. Gwen cũng nhận ra mình đã sai và xin lỗi vì hiểu nhầm em họ Lucy là kẻ phản bội chỉ vì ấn tượng xấu trong quá khứ. Trong quá khứ, khi Kevin 12 tuổi đang bị mắc kẹt ở Nevoid với Ajit, cả hai có quen một người máy tên Otto. Hắn ta đã lừa Kevin và Ajit làm việc cho hắn để rồi hắn ta một mình trốn thoát khỏi Nevoid. Quay trở về hiện tại, Kevin và Rook đã tới Khoros, hành tinh của các Tetramens. Ở đây, Kevin vô tình gặp Ajit và sau đó cả Otto, kẻ đã thất hứa năm xưa. Kevin và Ajit nhanh chóng xông tới tấn công Otto nhưng lại bị tay sai của hắn ta ngăn lại. Sau khi thanh minh một lúc, Otto đã đề nghị Kevin và Ajit tham gia một phi vụ mới với hắn, nhưng Kevin đã từ chối. Otto sau đó đã ra lệnh cho thuộc hạ nổ súng khủng bố tại hội chợ. Và vì không mang theo vũ khí, Rook đã gọi Ben tới hỗ trợ mình. Tuy nhiên do không thể chỉ ngồi chờ Ben, Kevin và Rook đã bắt đầu hành động. Sau khi Otto và thuộc hạ của hắn bị bắt, Gareth Gwyn, kẻ thống trị người Tetramens, đã xuất hiện để cảm ơn Kevin. Gareth Gwyn sau đó đã coi nhóm của Kevin là khách mời danh dự cho buổi triển lãm xe của ông. Thế nhưng họ không ngờ rằng nhóm của Otto đã cố tình để bị bắt vì đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của chúng. Khi Kevin, Rook và Ajit đi theo Gareth tới nơi để những chiếc xe quý giá nhất của hắn, Otto bất ngờ xông ra cùng chiếc xe mà hắn cướp được và gây hỗn loạn hội chợ. Kevin và Rook cố gắng đuổi theo hắn ta và phải sau một quãng đường dài mới có thể tóm được Otto và đồng bọn. Rook đã bắt giam chúng vào chiếc Prototruck, nhưng Otto đã tận dụng chiếc Prototruck này kết hợp với những chiếc xe mà hắn cướp được hóa thành một con robot khổng lồ. Không có cách nào khác, Kevin, Rook và Ajit buộc phải bỏ trốn. May mắn thay, Ben đã kịp thời dịch chuyển đến nơi. Cậu biến thành Idol để chiến đấu với người máy Otto và khiến cho hắn rơi xuống chỗ bầy Sand Reapers đang trực sẵn. Nhân lúc này, cả bốn người nhanh chóng chạy trốn nhưng chẳng được bao lâu đã bị tóm lại. Trong tình thế nguy cấp, Ben biến thành Upgrade, nhập vào chiếc xe của Kevin để quay trở lại và biến chiếc xe thành một con robot để chiến đấu với Otto. Sau một hồi chiến đấu, nhân lúc Otto lơ đễnh, cậu đã sử dụng sức mạnh của Upgrade để tách Otto ra khỏi Prototruck và những chiếc xe mà hắn kết hợp vào. Cuối cùng thì Ben, Kevin và Rook và Ajit cùng nhau trở về trên chiếc Prototruck đã bị hỏng và phần thưởng từ Gareth Gwyn. Mấy ngày sau, Ben và Rook đã cùng nhau truy đuổi Albedo bên dưới thành phố ngầm. Tuy nhiên, Ben đã trúng phải bẫy của Albedo và bị tách khỏi Rook. Phi thuyền của Albedo sau đó đã mang theo Ben rời khỏi thành phố ngầm. Đến khi cậu tỉnh lại, cậu đã thấy mình ở trên một hành tinh xa lạ. Cùng lúc đó, Rook trở về trụ sở Plumber để báo cáo việc Ben đã bị bắt đi cho ông Max. Cả hai nhanh chóng tìm thấy vị trí của Ben là ở hành tinh Cancri và lên đường đi giải cứu anh chàng. Ở chỗ Ben, anh chàng gặp lại Kyber và thú cưng mới của hắn. Ben biến thành Ditto, nhưng Kyber với Nematrix đã nhân bản ra Panansian, kẻ thù tự nhiên của chủng loài Splixen của Ditto. Không có cách nào khác, các Ditto đành phải bỏ trốn. Họ chạy trốn qua nhiều vùng tự nhiên khác nhau, cố gắng hết sức để cắt đuôi được các Panansian đang truy đuổi họ. Lúc này, ông Max và Rook đã tới hành tinh Cancri và phát hiện ra nơi họ đến là sai vì bộ định vị đã lẩn theo DNA trên tóc của Albedo chứ không phải của Ben. Họ phải quay trở lại Prototruck để đi tìm Ben một lần nữa. Cùng lúc này, các Ditto đang phải giằng co sự sống vô cùng kịch liệt với các Panansian. Sau khi chạy trốn, Ben một lần nữa đụng mặt lại Kyber. Hắn ta ra lệnh cho các Panansian đang đeo Nematrix biến hình thành tất cả những kẻ săn mồi tự nhiên của các alien mà Ben sở hữu, khiến cậu hoàn toàn bị bao vây và ở trong một tình thế nguy hiểm. Phía ông Max và Rook, việc tìm kiếm vị trí của Ben đang rất khó khăn bởi các chiêu trò của Albedo. Ben biến thành Astrodactyl để tìm đường bỏ trốn và phát hiện ra bản thân không phải đang ở một hành tinh khác mà đang ở trong một căn phòng mô phỏng. Sau khi trốn thoát được, cậu đụng độ Albedo và lao vào trận chiến với hắn. Albedo sau đó đã trở về hình dạng tối thượng của mình và luyên thuyên về kế hoạch của hắn ta. Lúc này, ông Max và Rook vẫn đang chật vật với những trò lừa của Albedo. Ben cố gắng chiến đấu hết sức với kẻ thù, nhưng sức mạnh của Antimatrix khiến cho cậu hoàn toàn không có lợi thế. May mắn là ông Max và Rook cuối cùng cũng kịp tới nơi để hỗ trợ cho Ben. Nhưng lúc Albedo mất tập trung, Ben biến thành Feedback và đánh bại được Albedo. Khi Ben nghĩ rằng hắn ta hoàn toàn bị đánh bại, Kyber đã xuất hiện và cho Ben thấy Asmode đã bị hắn và Albedo bắt giữ. Khi Ben, Rook và ông Max xông tới để giải cứu Asmode, Kyber đã ra lệnh cho thú cưng của hắn ta biến hình và giữ chân họ. Lúc này, Albedo mới tiết lộ âm mưu của hắn là cướp đi vị trí thông minh siêu việt của Asmode. Hắn ta đã thành công rút cạn được trí tuệ của Asmode ra khỏi người ông. Nhưng nhân lúc này, Rook bất ngờ phản kháng, khiến lũ Panansian bất ngờ tạo cơ hội cho Ben thoát ra và tấn công Albedo, khiến cho hắn không thể hấp thụ trí tuệ của Asmode.
Ben, Rook và ông Max mang theo viên ngọc chứa trí tuệ của Asmode và cả Asmode bỏ chạy. Họ sau đó đã phải tách nhau ra để trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Albedo, Kyber và bầy thú cưng của hắn. Nhờ sự ngáo ngơ của Asmode, tất cả đã được lên phi thuyền và chạy trốn về trái đất. Ben biến thành Cannonball, lao ra ngoài để đối phó với phi thuyền của Albedo đang đuổi theo. Nhưng xui thay, Protochuk đã không còn đủ năng lượng để tiếp tục bỏ chạy. May mắn, Gwen và Kevin đã kịp tới nơi để hỗ trợ cho họ. Nhóm của Ben may mắn an toàn sau cú hạ cánh đầy rủi ro nhờ Ben đã biến thành Ground Attack kịp lúc. Cậu sử dụng sức mạnh của Ground Attack để chiến đấu với Albedo, trong khi Gwen, Rook và Kevin đối phó với Kyber. Tuy nhiên, Albedo đã lấy được viên ngọc chứa trí thông minh của Asmode từ chỗ Ben và rời đi mất. Sau khi tất cả cùng nhau xử lý được Kyber và thú cưng của hắn, họ lập tức tìm tới chỗ của Albedo nhưng đã muộn. Hắn ta đã thành công hấp thụ trí tuệ của Asmode và sở hữu sức mạnh siêu việt. Nhân lúc Albedo đang mải mê luyên thuyên, Ben với sự giúp đỡ của Asmode đã biến hình được thành Blox. Khả năng vươn dài của Blox đã giúp Ben đảo chiều được cỗ máy của Albedo và rút đi trí thông minh mà hắn lấy được từ Asmode. Albedo biến hình thành Ultimate Human Cursor và đánh bại Ben. Đặt cược Asmode đang ngáo ngơ, Ben biến hình thành Atomix và nhanh chóng đánh bại Albedo. Cuối cùng thì Asmode đã lấy lại được trí tuệ siêu việt của mình. Ông sau đó đã trừng phạt Albedo bằng cách cài đặt lại thiết bị của hắn và rời đi. Một lần nữa, Asmode giam giữ Albedo trong cơ thể của Ben Tennyson, nhưng lần này là cơ thể của Ben 11 tuổi. Vừa rồi là tất cả những gì đã diễn ra trong mùa thứ tư của Ben 10 Omniverse. Hy vọng là các cậu sẽ yêu thích video ngày hôm nay và tiếp tục ủng hộ cho các sản phẩm tiếp theo của Way to Weird Cartoon. Các cậu cũng có thể xem lại các video tóm tắt series Ben 10 mà trước đó chúng tôi đã từng thực hiện bằng cách click vào các đường dẫn sau đây. Còn bây giờ thì Way to Weird out!